谁更肯定终老分，对客谋命满当真。看来的共有学问，越爱挑良分找行政。南无本师Thích Ca Mâu Ni Phật, đây là chương trình Sống Đời Sống Phật. Thuyết giảng hôm nay là Hòa Thượng Thích Viên Lý, Viện Chủ Chùa Đường Ngự và Chủ trì Chùa Diệu Pháp. Con tên là Jessie Thảo Vi và pháp danh của con là Nhật Khiếu Hạnh. Và con tên là Hà Tiên, pháp danh Thường Duyên. Chúng con xin kính chào Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý khán thính giả đang xem đài IBC TV. Và chúng con cũng xin kính chào Thầy. A Di Đà Phật, thì xin chào hai ca sĩ Hà Tiên và Jessie Thảo Vi. Hai con hôm nay có được khỏe không? Dạ, thưa Thầy, khỏe. Con cảm ơn Thầy. Chừng nào tụi con đi học lại rồi? Dạ, thưa Thầy, con sẽ đi học lại mùng 28 tháng 8. Dạ, con đi học 28 tháng 8. Cũng là cùng một ngày. Dạ. Cũng high school thành cùng. Tức là mùa này là tụi con lên high school hết rồi, phải không? Dạ. Học cho giỏi, ha? Tụi con là học sinh xuất sắc rồi. Thành tự ra Thầy cũng nhắc vậy thôi cho con. Rồi con học rất là giỏi, phải không? Con xin cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật, xin kính chào Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Tăng Ni và quý khán thính giả của đài truyền hình IBC. Dạ, A Di Đà Phật, kính bạch Thầy. Mâu Tử là một học giả uyên bác, nhưng đồng thời cũng là một Phật tử thuần thành đã viết trong cuốn sách có nhan đề Lý Hoạt Luận rằng ở trong nhà thì hiếu thảo với mẹ cha, ra ngoài đường thì giúp nước hộ dân. Khi ngồi một mình thì phải biết tu thân. Xin Thầy lý giải rõ về ý nghĩa của câu này ạ. A Di Đà Phật, Thầy cảm ơn Thường Duyên về cái câu hỏi vừa rồi rất là nhiều. Thì có lẽ là hai con chưa có dịp đọc, và nhiều người lắm chưa có dịp đọc về một cái cuốn sách rất là nổi tiếng của Mâu Tử, còn gọi là Mâu Bát. Cuốn sách có nhan đề là Lý Hoạt Luận, như là cháu Hà Tiên vừa đã nêu ra. Thì Mâu Tử là một học giả rất là uyên bác, xuất sắc. Phải nói rằng là ông có một cái lối lý luận hơn người. Ông rất là thâm uyên về nho, về lão và đặc biệt là về Phật học. Thì ông sanh vào khoảng từ năm 165 cho đến 170. Và cái năm mà ông qua đời thì cho đến ngày nay các học giả cũng chưa có thống nhất với nhau về cái năm mà ông đã qua đời. Đó. Thì theo nhiều học giả, ông là một trong số những người Phật tử đầu tiên viết về Phật học bằng Hán Việt, Hán Văn. Thì trong cái tác phẩm có tên là Lý Hoạt Luận đó, ông có nói rằng là trong nhà thì hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài đường thì giúp nước hộ dân, và khi ngồi một mình thì phải biết tu thân. Và qua cái câu mà ông đặc biệt nhấn mạnh đó thì chúng ta thấy rằng là cái quan niệm của ông về một con người phải tu thân, phải giúp nước và phải hiếu thảo với cha mẹ. Đó là ba cái căn bản quan trọng mà là một con người không thể thiếu được. Tất nhiên khi mà nói đến chữ hiếu thì có nhiều cái quan niệm. Cứ lấy một cái thí dụ trong Luận Ngữ đó, thì Khổng Tử Ngài cũng có dạy rằng là con em ở trong nhà thì phải hiếu thảo, mà ra ngoài đường thì phải kính trọng bậc huynh trưởng. Thì chúng ta thấy chỉ có hai điều thôi. Thứ nhất, ở trong nhà phải hiếu thảo với cha mẹ, ra ngoài đường thì phải kính trọng những cái bậc trưởng thượng. Nhưng với Ngài Mâu Tử, còn gọi là Mâu Bác, thì thêm một điều nữa là ra ngoài đường thì phải giúp nước, phải an dân, chứ không thể xây lưng ngánh mặt khi mà quốc gia hữu sự. Là một người con hiếu thảo,
đối với cha mẹ, là một công dân tốt, làm tròn cái bổn phận của mình đối với đất nước, đối với dân tộc. Nhưng mà bản thân mình thì khi ở một mình thì cần phải tu tâm tích đức. Nếu mà thiếu tu tập thì cái điều nó rất là nguy hiểm. Cho nên thầy Khổng Tử cũng đã nhấn mạnh là độc thân kỳ thân. Quân tử độc thân kỳ thân. Những người quân tử mà sống một mình thì phải rất là thận trọng. Nhiều khi mình ra ở cái chỗ đông đảo, quần chúng đủ mọi thành phần, còn có cái sự cẩn trọng. Nhưng mà sống một mình đôi khi có rất nhiều người nằm nghiêng, nằm ngửa, không có cẩn thận, cứ nghĩ là không có ai nhìn vào mình. Cho nên mình có thể tha hồ nói năng, tha hồ ăn uống, tha hồ làm bất cứ cái điều gì mà mình thích, thì cái đó là cái điều rất là nguy hiểm. Cho nên quân tử thì độc kỳ thật. Nói chung á, thì chúng ta thấy rằng là trong kinh hiếu có ghi rất là rõ là phù hiếu thiện chi kinh giả, rồi đích chi nghĩa giả, dân chi hành giả. Có nghĩa rằng là hiếu là kinh của trời, là nghĩa của đất và đạo hạnh của con người. Luôn luôn đề cao chữ hiếu. Và như những cái chương trình trước, cũng trong cái khuôn khổ nói về báo hiếu, thì chúng tôi đã thưa rằng là ở trong đạo Phật, kinh Nhẫn Nhục có dạy rất là rõ, gặp cái thờ mà không có Phật xuất hiện, khéo thờ cha mẹ, đó cũng chính là thờ Phật. Phụ mẫu tại tiền như Phật tại thế, cha mẹ còn sống ở đâu thì không khác gì như là Đức Phật còn tại thế. Cho nên phải thờ kính cha mẹ như là thờ kính chư Phật, phải cung phụng cha mẹ như là cúng dường chư Phật. Thì cái quan niệm của Ngài Mâu Tử giúp cho chúng ta ý thức rõ hơn về cái bổn phận và trách nhiệm của những người con. Ở trong nhà thì cần phải hết lòng làm tròn cái chữ hiếu đối với những bậc sanh thành dưỡng dục. Ra ngoài đường thì phải hết lòng để mà giúp nước, trị quốc an dân. Và khi mà chúng ta sống một mình thì phải hết lòng để mà tu tâm dưỡng tánh. Phải làm sao để mình có một đời sống thật sự khả kính, khả ái, chứ không phải là sống để qua ngày đoạn tháng. Nếu mà sống để mà qua ngày đoạn tháng thì giống như là túy sinh mộng tử. Đời sống của chúng ta, thưa quý vị, rồi đây nó sẽ qua đi rất là nhanh, bởi vì vô thường mà, mọi sự nó biến dịch một cách rất là nhanh. Mà vô thường thì theo Tổ Quy Sơn, vô thường bệnh lão, bất dữ nhân kỳ, triếu tồn tịch văn sát na dị thế. Nó đến nó không hẹn, nó sớm còn tối mất. Chỉ trong một khoảnh khắc thôi, mình đã chuyển sang một cái đời khác rồi. Mà khi nói đến vô thường thì nó không có quy định một cái độ tuổi nào cả. Nó bình đẳng, nó không phân biệt người đó là giàu hay nghèo, người đó là già hay trẻ, người đó là mạnh khỏe hay là đau yếu. Chúng ta thấy có nhiều người còn rất trẻ nhưng họ đã ra đi trước những người già nua tuổi tác. Cho nên hiểu được cái điều đó thì chúng ta đừng có hẹn, mà hãy dồn hết năng lực của mình để làm tròn cái chữ hiếu, để làm tròn cái trách nhiệm và bổn phận của mình đối với đất nước và dân tộc. Và hãy nỗ lực để mà tu thân, để mà có đầy đủ những cái yếu tố cần thiết nhằm có thể đóng góp vào cái tiến trình thành hoa chung của thế giới nhân loại. Thì hai con khi mà nghe thầy chia sẻ về cái quan niệm về chữ hiếu của Mâu Tử thì hai con nghĩ làm sao? Là khó không? Dạ, tức là có ba điều phải không? Ở nhà thì phải hiếu thảo với cha mẹ nè, ra ngoài đường thì phải phải làm sao mà giúp nước trị dân nè, rồi sống một mình thì phải tu thân, phải sống sao mà có được một cái đời sống tốt đẹp trên cái mặt đạo đức, chứ không có phóng túng, không có dễ vui, không có tạo bất cứ một cái gì nó làm ảnh hưởng đến cái
luân thường đạo lý đến cái đời sống đạo đức tốt đẹp. Thì tụi con thấy cái chuyện đó nó cũng dễ cho phải không? Dạ. Hay là khó? Dễ thực tập phải không? Dạ. Tụi con có thể thực tập được phải không? Dạ. Rất là giỏi, hai con rất là giỏi. Dạ. Thì hai con có cái chia sẻ gì không? Chia sẻ gì về cái điều này không? Dạ, con muốn chia sẻ giống như là trong chương trình trước đây thì trong chương trình Vu Lan thì thầy cũng đã nói là nếu muốn dâng lời cha mẹ là mình phải giống như là không để cho cha mẹ lo lắng. Đúng. Dạ, phải nghe lời, không được cãi. Đúng rồi. Dạ. Con muốn nói thôi. Rồi có thể giúp cho cha mẹ làm những cái việc mà khả năng của tụi con có thể do whatever you can. Nhưng mà nếu mà nó vượt ra cái khả năng đó, thì mình không thể giúp được phải không? Nhưng mà trong cái khả năng đó, trong cái khả năng thì phải không? Hà Tiên là có gì chia sẻ nữa không? Dạ, và giống Jessie có nói trong chương trình Vu Lan thì thầy có nói là đừng làm cho cha mẹ buồn, thì cũng giống là đừng có làm cho cha mẹ lo lắng cho mình. Đúng. Dạ, để cho cha mẹ yên tâm mình mình an toàn. Dạ, an toàn. An toàn, đúng rồi. Dạ. Giống như mình đi thưa về trình, tụi con đi Washington DC mà tụi con cũng vẫn chụp hình, hoặc là tụi con vẫn nhắn tin về để cho ba mẹ biết tụi con đang ở đâu, ăn cái gì, rồi có được bình an hay không, đại khái. Thì đó cũng là một cách mà mình thể hiện cái sự quan tâm của mình đối với cha mẹ, làm cho cha mẹ không có lo lắng, không có suy nghĩ nhiều, bởi vì biết là con của mình đang ở một cái nơi rất là an ổn, chứ không có cái khó khăn gì xảy ra. Cái đó cũng là cái cách mà nó thể hiện cái tâm hiếu kính của hai con đối với cha mẹ. Xin quý vị đừng rời màn hình, chương trình Sống Đời Sống Phật sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại của đài. Xây tương